Cô thấy là vẫn chưa là có ok cho lắm nè. Bây giờ về luyện với ai là về luyện thêm nha các bạn. Ngày mai bữa sau cô kiểm tra tiếp nha. Rồi bây giờ trước khi luyện nè, bây giờ cô nhờ một bạn, bây giờ Mộng nè, luyện với cô này để chơi một tiếng nữa, là để cô hỏi cho các bạn có câu hỏi nào và cô trả lời là một người trả lời. Mộng là luyện hơn được không em? Nếu bắt đầu mà chưa biết rõ về bạn như thế nào để bắt đầu một câu chuyện thì chúng ta có thể hỏi dòng dòng dò dò dòng dòng dò dò bắt đầu câu chuyện ha. Ví dụ để phần hỏi thì để cô hỏi, tại vì dẫn chuyện để cho một buổi hôm sau các bạn dựa vào đó để mình làm cho ok hơn này. Nâng nara saram Koyang ở ti á? Hậu Giang ở từng có xã? Sì con à? À, mua cái gì sao? Cô Giang nghe. Cô Giang mua cái gì sao? Mua cái dù mang hết. Mua cái dù mang hết. Dùng miếng ăn cơm sao? Dùng miếng ha ta, có cái gì nổi tiếng hay không? À, dùng miếng ăn cơm sao? À, dùng miếng ăn cơm sao? Bây giờ banh này, bạn bè, banh man hết. Bây giờ bài học là banh man này. Thì là gì đây, ba man hết nha. Chi cơ pi muối á, chi cơ pi muối á, hơi sao con hay gì đó, cái chiếc con hay sao à nhá, chẳng số chị cùng chẳng số ăn sao đó. Đúng là cái nghề của mình là mình dọn dẹp vệ sinh đúng không? À, nhưng mà cái mình cứ trả lời đó là nghề nghiệp, cái hành động của mình là dọn dẹp vệ sinh là cái hành động mình làm vệ sinh, nhưng mà cái nghề nghiệp mình chỉ nói chung là hay sao con thôi, nhân viên thôi. Nhân viên thôi, nhân viên các kiểu, nhân viên công ty hay là mình cũng làm trong công ty người trả lương mà đúng không? À, thì mình chỉ nói là hay sao quan đi cho nó ok ha. Hay sao quan tức là cái công việc của em là cũng cung cần lô đấy, làm cho làm cho cái việc công cộng ở xã hội bên ngoài đúng không, như là quét đường rồi rồi tức là bây giờ em dùng cho là bây giờ là làm ví dụ như vệ sinh ở trong ký túc xá đúng không, dọn dẹp ký túc xá. Cái là hay sao qua là được cho nó chung chung, tại vì nó cũng làm công ăn lương đúng không. Hoặc là mình nói là thổ mi cũng được, cũng dạng như là giúp giúp việc lau nhà rồi dọn dẹp vệ sinh trong cái môi trường đấy. Rồi bây giờ tiếp nha, chị có mùa hè hàng cu thế mới sao, hàng cu cơ thế mới sao, anh ở đâu á, ông chân ở đâu á, thế mới chỉ mang ông chân ở đâu á, ông chân ở đâu á, đây nó được, nó được mà đi hết á. Hàn Quốc công vụ ga ở tế, Hàn Quốc ga công vụ, Hàn Quốc cơ công vụ ga ở tế, taxi, taxi đó, ở rất chi man, mà cho, ở rất chi man. À, 재미있어요.
Còn không mình nói là bây giờ là bạn bè là tell me sir là được ha. Tell me tell me is Hàn Quốc mà chạy Trung Quốc chạy à chip ba chip em mà sơ sơ Hàn Quốc mà mà đi hai số hộp sơ sơ là Hàn Quốc sao đang khoa mà đi ai kia anh hết sơ Hàn Quốc sao đang khoa Iyaki mà ni hết sao anh hết sao à chú cũng mang hai sợi sợi á mà anh đi hai sợi sợi chú cũng mang hai sợi cô na công bố hành thảo mẹ urim shopping haram mát thế khả cá shopping haram mát thế khả cá cá chi khả cha à cả chị khá già mua sao có ship pop đi chứ mà ở đây đi à kiểm tra nên mình không mở ít bộ bà yếp bút kê yếp bút kê à yếp bút kê ô yếp bút yếp bút nè yếp bút xa ô yếp bút yếp bút nè yếp bút xa nè ô yếp bút xa cô bảo à hồi nãy là cô nói là cái váy này là mặc thử đi rồi bây giờ cô chuyển ngữ cảnh là mặc thử rồi cô mới bảo wow ý có dẹp bên này ý có xa Alistair chẳng hạn ý có xa chà kinh đề dẹp bước chị mang chuẩn bị xa cứ chọn hả chị quên hàn thế các ta tạo là có à, anh đấy một cách cả rồi mắt thử em à chị trang vô tả anh tốt cách thả chị trang quả anh tốt cách thả anh cách cả rồi ta đứng cái kia khá cha ok chú á ta đứng cái kia khá cha ta đứng một cô là bố cha ột xanh tà mê Hàn Quốc xích cá chim mặn từ cá ột xanh tà mê Hàn Quốc xích hay sủi sóc Hàn Quốc xích mặn từ sủi sóc chả mặn từ đó Chăm mặn từ đó cho na na thế bạn tự cho mà xích nâng cơ bạn tự cho mà xích nâng xích bạn tự cho Alex giặt xúc anh ta Hàn Quốc cũng xích ở tương cũng xích chùa hết kim chi chị chùa hết à kim chi chùa hết kim chi chị ghé mang chùa hết ta đang không xin thì gặp sao cảm giác à
À, cảm giác càng ngày chỗ hết. 지금 통화할 수 있어? 통화. 지금 통화할 수 있어? 왜? 왜? 바빠? 뭐 하고 있? 아, 데려가? 아기가? 아, 그럼 이따 가도록 할게. 이따가 시간 있어? 왜또 시간 없어? 아기와 같이 공부해서 통화 못해. 알았어. 그럼 내일은? 아, 그럼 내일 통화할게. 어, 통화하기 좀 어렵네. Rất là nhiều câu và có rất là nhiều chủ đề đó đó, nói chung là rồi bây giờ có hết là chủ đề luôn, là nào là dọn dẹp vệ sinh hay nào là làm thức ăn, nó cùng đều hết chủ đề đó đó, là cô làm thử với các bạn đấy hả. Rất là nhiều chủ đề khi chúng ta đi vòng vòng vào những chủ đề đó, thì như cô nói khi mà mình chưa có biết chủ đề gì á, chúng ta còn nói rất rất là nhiều, cô muốn nói cho các bạn rất rất nhiều cái nữa, nhưng vì chúng ta chưa học đến cho nên cô hạn hẹp ở trong những cái chương trình mà chúng ta biết thôi, cho nên mà những cái gì mà chúng ta biết nó rất là nhiều các bạn ạ. À, cho nên đưa vào đời sống hàng ngày và cái giao tiếp của chúng ta, đưa vào mình nói thôi. Cô nghĩ là Văn nói các bạn chắc ở ngoài cũng ok, nhưng vì trong lên lớp nó còn lúng túng, nó chưa có cái một sự logic cho lắm, nhưng mà các bạn cứ theo cô hồi nãy này. Cô không có chuẩn bị trước một cái gì cả, không phải là cô mà là cô hướng dẫn các bạn mà cô nói thế, là vì khi mình nói chuyện đến bạn đó, cái bắt đầu nó có một cách dẫn chuyện các bạn, mình thấy không, có dẫn chuyện khi hỏi bạn họ nói vấn đề gì, cái mình hỏi tới thế nào, vòng ra cũng là những cái chủ đề chúng ta sẽ có một cái, và những cái ngữ pháp hay là những cái vựng chúng ta cho vào cũng thế nào cũng có thôi. Các bạn vấn đề này không có thì mình chuyển sang cái vấn đề kia, bắt đầu mình hỏi tới, hoặc là bạn hỏi qua mình hỏi tới, bạn hỏi lại, đây là một một phía của cô hỏi thôi đó. Còn nếu như các bạn hỏi về một phía cô còn nhiều câu giao tiếp nữa, nếu mà ở phía cạnh các bạn hỏi lại cô đó thì nó còn rất là nhiều câu giao tiếp nữa, cô trả lời các bạn có chớ, các bạn hỏi tới nữa, cho nên là rất là nhiều câu muốn nói, chẳng chắc là nói tới sáng. À, cho nên là các bạn phải tập giao tiếp thật thẳng xạ cho nó nhanh nha. Nhanh là vì sao, cô can thời gian đấy các bạn, trong vòng bao nhiêu thời gian đó mình phản xạ được bao nhiêu câu, và khi họ hỏi mình có nắm bắt được họ hỏi là chính ý nghĩa đó để mình trả lời cho phù hợp với câu của họ không. Đó là cách cái phản xạ chúng ta nha. Trong phần đọc phần nói thì là cô cho các bạn suy nghĩ, như phần này thì mình cứ nghĩ đi, có nói sai thì cô sẽ sửa, nhưng mà đừng có lòng vòng những cái trường hợp đấy. Mình hỏi tới như hồi nãy đấy, cô với bạn ấy, cô đưa ra những câu hỏi với bạn ấy đó, là cô gì đây, đi tới, bạn ấy trả lời cô theo theo cái câu của bạn ấy thôi. À, bạn ấy trả lời đến đâu cô theo cô bạn ấy câu gì, để tôi hỏi tới, cô hỏi tới đó, và bắt được cái ý của bạn đi, mình hỏi tới bạn, và bạn cũng thế, bạn hỏi lại mình xong bắt được cái ý, cái trả lời của mình, cái bắt đầu mình hỏi hỏi tới cho nó đi, có câu chuyện hỏi tới. À, và sau này khi các bạn ra ngoài giao tiếp cũng thế, người ta bắt chuyện với mình hoặc bắt chuyện với ai đó là chung một cái chủ đề, các bắt đầu hỏi mình bắt được người ta trả lời rồi mình hỏi tới nữa, mình hỏi vấn đề này nữa, họ bắt được cái này cái lại, cái mình chia cái nhánh này mình hỏi cái tới nữa đó, cái việc khác nữa đó, để giao tiếp được nhiều. Rồi bây giờ phần này các bạn về luyện cho cô thêm nha. Hôm sau trước khi mà đến bài mới, cô kiểm tra vài vài và thêm vài bạn nữa ha, cũng là cho 10 phút, các bạn làm sao phản xạ ngay, bạn nói ngay là mình trả lời ngay, xong mình hỏi lại luôn, nhưng mà 10 phút này có phải là 20 câu trở lên
càng ngày càng là tăng cao ha. 20 câu trở lên, bất kỳ cái 20 câu là cô trừ ra những cái câu mà mình dẫn dẫn chuyện vòng 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 á. À, xong mình vào đề á. À, cho nên là bây giờ là về liền thêm ha. Hôm sau cô sẽ hỏi tiếp. Rồi bài hôm nay các bạn có gì để hỏi cô không? Nếu không có gì để hỏi thì tạm thời lớp kết thúc tại đây ha. Buổi sau mình sẽ học bài mới. Nhưng mà trước khi học bài mới cô muốn ôn lại bài cũ các bạn. Khi nào cô cảm thấy các bạn nói suông đi. Rồi qua chủ đề khác, qua chủ đề khác mà mình viết được, mình nghe được, mình đọc được nhưng mà mình nói không được thì mình đâu vận dụng được, nó cũng rất là phí. Mình học tới đâu mình vận dụng tới đó. Ví dụ như cô không yêu cầu các bạn phải vận dụng hết là 100%, chỉ 50 thôi các bạn, 50 hoặc 30-40 gì cũng được, nhưng mà có vận dụng, có vận dụng để chúng ta đưa vào đời sống bên ngoài. Tại vì như cô nói, lên lớp 3 mà không vận dụng, nếu mà sau này chúng ta học lớp 3 không vận dụng thì nó có dài lắm các bạn. Và cái câu nó dài như thế này này, là sao mà cho mình cho cái câu văn nó dài chứ không còn một cái câu mà ngắn gọn nữa. Lắp câu này, phát câu này, nói với câu kia, nói với câu nọ, làm sao có văn dài. Nếu như chúng ta lớp 1, lớp 2 chúng ta đã không lắp được một cái câu thì lên lớp 3 cái việc nói rất là khó khăn, không đi nói được cái câu dài. Mà bạn nào, ví dụ như bạn nào có bạn học ở lớp 3 các bạn biết nè, thử đi, thử hỏi các bạn mà sau này học lớp 3 đi, câu nào con nói nó dài ngon mất. Mình không đã gấp được được câu ngắn thì gấp câu dài nó càng khó khăn, là chúng ta không thể nào nói thành văn dạy được. Nên là gái cố gắng ha. Lúc nào cô cũng rất là ủng hộ tinh thần mình. Về liền cái mình nói đi, mình hôm nào rảnh nói, hoặc là bạn nào mà có liên lạc được với bạn nào thì có thời gian đấy mình nói chuyện với nhau, không có phần giao tiếp thì mình nhờ bạn bè. Rồi bây giờ tạm biệt lớp ha, hỏi đi em. Nếu như bắt cặp luôn thì đôi khi các bạn hiểu nhau thì nó dễ giao tiếp hơn đúng không? Nhưng mà cô sợ 2 giờ các bạn không trùng khớp với nhau. Ví dụ như bạn này bận, bạn kia rảnh, bạn kia bận đó. Cô nếu mà cô chỉ định thì cô ơi em bận, cô em không liền được, cô sợ là điều đó. Cho nên là nếu như á, sợ cô chỉ định cho các bạn cô ơi em bận em không luyện được đó, cho nên là các bạn từ chối, nên là cô không biết thế nào mà để ghép cho các bạn được. Vậy My với Nguyên đi, My với Nguyên coi trường hợp đó. Bắt cặp đi. Rồi bây giờ đó cô sợ là phân nhóm là lúc bạn này bận, bạn kia bận, tại vì cô có nhiều lúc bạn ơi cái thời gian đó em không có thời gian luyện cô cho nên là cô phân nhóm được, các bạn nào ok thì phân nhóm, còn không là cô sợ cái vấn đề mà cô đặt cho các bạn không có thời gian. Ví dụ như là mình không có thời gian mà cô bắt mình bắt cặp với bạn này luyện thì nó hơi khó cho cô một tí xíu. Cho nên các bạn nào ấy mà có thời gian ấy, muốn tìm bạn luyện ấy, tại vì cô muốn tốt cho bạn thôi, thì là gì đây, cô sẽ nói bạn này có thời gian cái này, có bạn nào muốn luyện với bạn kia không, thì có bạn xung phong thì cô sẽ ghép cặp ha. Rồi bây giờ chọn với ông Nguyên với lại My một nhóm này, còn ai nữa không lớp ơi? Hiền với Hạnh một nhóm ha. Hiền với Hạnh quen nhau đúng không? Không có. Các bạn cứ nhắn tin với nhau đi, khi nào rảnh thì mình luyện qua tin nhắn hoặc luyện qua ghi âm, luyện qua gì đó. Cô hỏi hiền chứ không phải Nguyên, hiền. Còn Như với lại Như Ý với lại Diễm thì không cần phải nói rồi, các bạn ba các bạn là một nhóm rồi, thì Hiền với Hạnh là một nhóm nha. Rồi như bạn Hiền ok được không? Hiền với Hạnh là như quen nhau đúng không?
À, ông nhóm các bạn giống như là đôi bạn cùng tiến ấy, tiến thì cùng tiến, lui thì cùng lui. Cặp nào mà cuối cuối buổi là cô cảm giác là các bạn nói hay thì như cô nói đấy, cặp đó sẽ được nhận phần thưởng, cô sẽ cho có phần thưởng. Ví dụ như phần thưởng là như thế nào thì để sau này cô nói. Ví dụ như các bạn sau này có lên lớp là học sau lớp 3 đấy, thì thứ nhất là sách vở, thứ hai là học phí sẽ miễn hai cái đó. À, rồi ví dụ như bạn cùng tiếng nếu mà có học phía sau nữa thì sách vở hoặc là học phí là cô sẽ miễn hết, miễn hai bạn đó là một cặp nha, một cặp nha. Rồi bây giờ còn bạn nào nữa không, hình như hết rồi đúng không? Như với Diễm là một cặp, còn bạn Thảo này với bạn Lâm với bạn Như Quỳnh là một cặp, tại vì những cái bạn đó cũng quen nhau. Và bạn Mộng thì sao? Mộng Mộng đi làm chứ không có thời gian nhỉ? Ừ, rồi ok, Mộng thì thỉnh thoảng lên lớp ha, lên lớp luyện nha. Rồi ok, chào lớp. À, chào các bạn nha, thứ năm mình là học bài mới nha. Chào lớp. Cái mình dịch bây giờ á, là ổng bảo em, ổng mới nhắn tin cho em á, ổng nói là bây giờ á, em mới hỏi là em mới nói với ổng là bây giờ cái quan trọng ở đây á, là không phải là ai là người đúng hay ai là người sai, mà cũng không có ai gọi là nạn nhân cái gì, giả giờ nạn nhân gì chứ. Ông nói chuyện sao tôi nghe mắc cười quá à. Cái ở đây tôi muốn nói với anh, ở đây tôi muốn nói với ông là tôi không thể sống được với cái cuộc hôn nhân này nữa, tại vì nó không, giữa cả hai không có sự tôn trọng, cho nên là điều tôi muốn nói đây là ly hôn để giải thoát cho anh em, nó đơn giản vậy thôi. Cho nên là ổng mới nhắn tin lại cho em, ổng nói là Shikani chúc Kuman kỳ tay vô, ổng nói là cho ổng thêm thời gian. Cái em không, em nhắn thêm câu nữa em mới nói là cái ở đây là ai là cái người nuôi dưỡng Bích Na, em mới nói gì đó, ông nuôi hay là tôi nuôi, nếu tôi nuôi ông nuôi cũng được mà tôi nuôi cũng được, nói chung là gì đó, nếu mà tôi nuôi là phải ký cái tờ giấy giống như thằng kia ngày xưa là dạng bút chì, lại là gì bút chì là quyền sở hữu là đều do em hết. Cho nên em nói là bây giờ điều quan trọng đó là cái điều là ai nuôi Bích Na thôi. Thì ông mới trả lời lại là cho ông xin thời gian đi. À, giống như là ông cho trong thời gian, giống như là cho ông thêm một tí thời gian á, là ông coi ông sẽ cho biết là ai nuôi Bích Na. Thì bây giờ em nghĩ cô nhắn giùm em một hộ một câu là được rồi, bây giờ tôi sẽ cho ông một thời gian dưới điều kiện là hai người phải sống ly thân chứ không.